Em à? Hả? Em hả? Cái gì? Chị nói ai vậy? Chị nghe tay con Nguyệt luôn mà. Chị nghe tay con Nguyệt luôn á. Xong chị đi cắt chỉ chị tuần sau đi cắt chỉ lại. Em cũng chẳng biết nữa. Gì vậy? Chụp hình cái bàn này. Ủa nãy cái nó ồn ào quá trời mà. Hả? Nãy cái nó ồn ào quá trời mà. Ghê vậy. Chắc chưa quen đó chị. Phòng mình là do lúc đầu mình có quen rồi. Tức là ở trên đó có một phòng xếp là xong rồi, cái tự nhiên ngồi thực lại cái làm lâu luôn. Buồn. Buồn quá đi thôi. Buồn. Buồn đi không thường thường kìa. Đường gì nổi đúng không?
Nghe chị lấy nói mà đau bụng ghê á. Thôi em mang tiếng lắm rồi chị, em không cười đâu. Chị nào muốn cười cười đi. Em thì có bd. Chị Nhung lớn rồi mà kỳ ghê, cứ mỗi lần làm không được là đổ thừa em út à. Hãy subscribe.